rồi, hai bạn đã ngồi vào vị trí rồi. Tường mời mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi, mình đã tháo mặt nạ rồi ha. Bây giờ thì mời bạn Nam sẽ giới thiệu những thông tin cá nhân của mình trước nè. Em tên gì, ở đâu, mình đang làm công việc gì? Trước tiên em chào chị Cát Tường, chào toàn bộ ekip và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Long, năm nay em 27 tuổi, em hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở bên công ty viễn thông, công việc của em là kiểm kê hàng hóa. Kiểm kê hàng hóa, Long, 27 tuổi, mà quê ở đâu? Là quê em ở Hà Nội chị ạ. Quê Hà Nội, vào Nam sinh sống bao lâu rồi? Em vào Nam nay là 20 năm. 20 năm? Ồ, vậy thì bây giờ ba mẹ mình là ở trong Nam luôn hay là đang còn ngoài Hà Nội? Ở trong Nam ạ. Trong Nam luôn. Rồi, đợi Long đợi xíu nha. Rồi, mời em gái giới thiệu thông tin cá nhân của mình. Đầu tiên thì em xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia và toàn bộ mấy bạn bên đây. Em tên là Thiên Lý, quê ở Bình Định ạ. Thải đang làm việc ở Sài Gòn. Em sinh năm 1993 ạ. Hiện tại đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh và nghiệp đại dược sĩ ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ở chỗ nào em? Dạ, em ở quận Tân Bình ạ chị. À, mình đang sống đó với ai vậy Lý? Dạ, với bạn. Vậy là ba mẹ còn ngoài Bình Định? Dạ đúng rồi. Mình mướn nhà ở đó là ở với mấy bạn đó là làm chung với mình hay là bạn cùng quê hay bạn sao? Dạ làm chung. Làm chung luôn. À, nhà ở mấy người? Dạ ba người ạ. Trai hay gái? Gái vậy, tất nhiên là gái rồi. Ờ, tôi phải hỏi cho kỹ. Ủa, mắc cười quá. Như bạn trai, bạn gái giờ, ví dụ như cùng quê, làm chung việc thì cũng xe phòng ở chung được vậy. Riêng giường thôi, mà trong phòng mình chia cái tiền sinh hoạt cũng được chứ bộ. Ai biểu em không trong sáng không chị làm chi? À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Lý ơi? Dạ, điểm mạnh của em thì gọn gàng kỹ tính. Nhưng khi mà gọn gàng kỹ tính thì điểm yếu nó sẽ ngược lại, sẽ là khó tính. Có nghĩa là ai mà ở xung quanh em mà dơ dơ hay là bày biền, bày bường ra không dọn dẹp là em bực mình, khó chịu đúng không? Vậy là mấy bạn ở chung với em cũng cảm thấy mệt mỏi với em lắm đúng không? Mệt mỏi cũng bình thường thì cũng vừa thôi, đâu gọi là quá rồi chị. À vậy thì đâu có gì đâu gọi là cái nhưng cũng hơi khó tính một tí chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Long là cái gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn được, em gọn gàng sạch sẽ. Nấu ăn ngon được món gì? Em thì không có nấu ăn ngon đâu, nấu ăn được thôi. Nấu ăn được thôi. Dạ. Mà nấu là nấu cho cả nhà ăn luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, còn điểm mạnh gì nữa không? Dạ không ạ. Điểm yếu của em là hơi nóng tính chút. Dạ. Dạ, lúc mà em nóng lên đó thì em không có nói gì hết. Nói chung là im lặng thôi. Ồ, vậy cũng không sao. Có đập đồ, đập đạc gì chưa? Phá hoại tài sản gì chưa? Không. Không, vậy cũng được. Này, nóng khôn nè. Được. Rồi, tình trường. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hơn 2 năm với lại một mối tình 5 năm. Mà quen tới 5 năm mà sao vẫn chia tay vậy em? Quen cái bạn đó ở trên mạng á chị. Mà bạn đó bạn còn đang đi học. Nên cái bạn nói với em là khi nào mà học xong á thì em mới gặp anh. Thì nhưng mà cái em chờ. Nhưng mà ngày nào cũng nói chuyện, cũng nói chung là nói chuyện thì lâu lâu thì mình cũng hỏi thăm nhau vậy thôi. Cái thời gian nó trôi qua rồi cái tới ngày nhưng mà bạn đó không có giữ lời hứa. Là sao bây giờ quen mấy năm thì mới gặp mặt? Từ lúc mà em quen là bạn đó vô đại học năm 2. Bạn đó học bác sĩ học 7 năm. Là còn em đợi tới khi mà tốt nghiệp luôn á. Là xong rồi. Là học 5 năm luôn mà không gặp mặt nhau lần nào. Chỉ có gọi ở trên Zalo này, trên Facebook này. Mà có gọi thấy mặt không? Có gọi FaceTime không? Có. Có nhìn thấy mặt nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài. Chưa. Bạn đó ở đâu, em ở đâu? Bạn ở Sài Gòn luôn rồi. Ủa sao em rảnh quá vậy? Rồi tại sao không lý do gì không gặp mặt? Thì tại bạn đó kêu là đang còn đi học. Ủa đi học thì đi học chứ gặp mặt cái ở trong thành phố Hồ Chí Minh gì mà vô lý trời. Cái thời buổi này mà có cái câu chuyện vô lý vậy trời. Thì làm sao em biết được. Vậy mà em cũng chịu mà quen 5 năm trời. Ủa ta người yêu thì cũng phải không gặp mặt nhưng mà cũng phải biết nhà biết cửa. Tới ví dụ như cũng người ta học thi rồi mà học bài mình cũng mua dĩa cháo, tô cháo, dĩa xôi rồi tới cho người ta ăn. Rồi bên kia cũng phải có biết em làm gì chứ. Vậy là cái này không phải tình yêu em ơi, cái này cái gì á. Em nghe vậy em thấy sao? Em nói cái ý kiến của em chị nghe coi. Nếu em thì em thấy cũng mong lung lắm chị. Nếu mà em quen một người nào mà 5 năm trên mạng mà em vẫn cứ nhắn tin qua lại hoài, em có tò mò em muốn gặp mặt người ta không? Chị nhiên là có rồi. Vậy là trừ khi cô này cô chỉ coi cái anh này giống như chỗ mà để nói chuyện chơi cho vui. Có nghĩa là lúc nào rảnh thì nói chuyện cho vui, còn bận thì thôi, đúng không em?
Nhưng mà trong 5 năm đó là đều đặn qua lại không? Cái lúc mới quen á chị thì ngày nào cũng nói chuyện ấy, nhưng mà sau cái từ từ nó giãn ra, nhưng mà vẫn nói chuyện, vẫn liên lạc. Nhưng mà sau một thời gian thì cái em biết là bạn nó nói xạo em rồi. Thôi. Mà một thời gian mà 5 năm mới xạo, mới biết xạo, mới biết thôi. Thì mới quen năm đầu em cũng chưa có muốn gặp. Thì cứ nói chuyện vậy, cái lúc mà mình thấy mình quý bạn thì mình muốn gặp, thì bạn ấy nói là đang đi học, mình chưa muốn gặp. Ví dụ bây giờ quen một người trên mạng nữa rồi, người ta cũng vài ba năm nữa rồi, em có tiếp tục chờ nữa không? Thôi em không quen nữa. Không quen nữa hả? Một tháng, hai tháng yêu nhau tới nửa năm, một năm là dữ lắm, trừ khi dịch Covid nó không cho gặp, hoặc là ngăn cản hai bên bờ đại dương á, ví dụ vậy. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà 5 năm không gặp mà cũng ráng đợi. Vậy mà trong 5 năm đó là em có quen ai xì cua không? Không, em không quen ai, em chỉ làm việc thôi. Xong rồi lúc nào rảnh thì mình tối mình gọi điện, mình nói chuyện, xong rồi đi ngủ. Nên tụi em chỉ có cái nhu cầu nói thôi đúng không? Cái nhu cầu chỉ để nói chuyện thôi. Tôi bỏ tay. Trường hợp này bỏ tay quý vị ơi. Quý vị cho tôi ý kiến với tôi là hết, không có ý kiến nào để nói được hết trơn á. Nhưng mà trong 5 năm nói chuyện á, là có trao những lời yêu thương, anh nhớ em, anh thương em, hay là em cũng nhớ anh, hay là yêu nhau rồi gì không? Có chứ ạ. Có. Dạ. Có, em copy mấy bài thơ tình trên mạng em gửi qua. Tại em copy, đáng lẽ em tự sáng tác thơ tình em đưa gửi cổ là cổ cho em gặp rồi. Tại em copy đâu, của người ta. Em có sáng tác thơ đâu. Quay qua giờ với em. Mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trải qua một mối tình này. Mối tình kéo dài bao lâu? Một năm rưỡi chị. Một quen qua bạn giới thiệu ạ. À, bạn giới thiệu. Chia tay là do thứ nhất là lúc đó em còn là sinh viên. Thì em cũng chưa có công việc ổn định. Nó lớn lên chị không nghe nè. Lúc đó là sao? Lúc đó em còn là sinh viên. Với lại là gia đình nhà người ta cũng không có thích em đâu. Tại sao không thích em? Không thích em cái điểm nào? Em không rõ. Sao không hỏi? Hỏi người ta không có nói thì diễn như chuyện gia đình của người ta sẽ không có chia sẻ. Người ta không nói nhưng mà người ta có nói là gia đình anh không thích em. Người ta chỉ là biểu hiện nói ra một vài từ thì mình đủ hiểu chị. Là gia đình như là ở quê nữa, hai nhà gần cũng là một tịch một xã với nhau. Lúc đó là cũng 48kg mà sụt thân con 38kg. Hay quá, cảm ơn anh đó, nhờ vậy mà em đẹp. Hồi đó 48kg chắc hơi mập đúng không? Dạ, hơi tròn một tí à. Ừ, bây giờ là đẹp rồi đó. Mà hiện tại này là nhiêu ký? 47kg lên lại rồi. Ủa, lên lại rồi hả? Sẽ tới quốc vậy trời ơi trời. Nè, Long, bây giờ chị hỏi em giá trị em yêu một người bạn gái đó ha. Rồi bây giờ, thí dụ cái cô 5 năm đó đó, rồi tới hồi mà cổ cho gặp rồi ha. Yêu nhau nồng cháy cổ cho gặp, mà dẫn cổ về cái ba mẹ ở nhà rồi anh em gì ai cũng ngăn cản không cho quen, thì em tính sao? Cái đấy thì chắc em đi theo bạn gái luôn chị. Thấy chưa? Người ta đi theo bạn gái luôn, còn khi nào có người thứ ba người ta mới chia tay với em. Chị nói cho em nghe, đàn ông chỉ có muốn thêm, không bao giờ muốn bớt. Chỉ trừ khi con gái nói chia tay với người ta, không bao giờ đàn ông nói chia tay với phụ nữ. Nha, rút kinh nghiệm lần sau ha. Ai mà thấy mong em một cái gì chia tay là em biết có người thứ ba rồi đó. Cái chuẩn của người em mong muốn là người như thế nào? Thứ nhất là có tính cầu tiến này, chia sẻ mọi công việc ạ. Với lại em không có thích những người mà bày hay nha chị. Biết rồi, cái vụ khó tính là không thích bày hay. Ông bên đây thấy tươm tất lắm, mà chắc tại bữa nay ghi hình mới vậy. Không biết nhà thường sao? Ở nhà thường em cũng vậy chị ạ. Nhà thường cũng vậy hả? Ngoại hình cao hơn em là được. Cao cỡ nhiêu thì được? Trời, cỡ 1m65 hay 1m7 thì cũng được chị. Trời ơi, em cao như mà em đòi dữ vậy? Em đưa ra mức đó thôi, chứ đâu phải yêu cầu là 1m7 đâu chị. Em thích vậy thôi đúng không? Thì em đưa ra khoảng đó thôi, thì miễn cao hơn em là được. Mà giờ em cao mét mấy? 1m48 thì chị. 1m48 thì tao quen 1m50 cũng cao hơn em rồi, cao hơn 2 phân rồi. Nhưng con trai 1m50 thì cũng kỳ quá. Thì 1m55, 1m55 được rồi. Rồi tới 1m7 là cái đi về vậy luôn hả? Em đứng tới ngăn bụng người ta luôn hả? Em đưa ra yêu cầu vậy thôi. Rồi, ok, thấy cũng tương đối được đó. Còn bên đây, muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Gái chung thủy chị ạ. Chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Dạ. Tôi nghi rồi, yêu 5 năm một người là tôi biết cũng chung thủy lắm rồi. Rẫm lắm, đợi ha. Theo em nghĩ là lấy nhau về thì vợ chồng trong nhà ai là người quản lý chi tiêu trong gia đình? Vợ em mà quản lý được thì đưa cho vợ quản lý, tại vì em tiêu tiền không đâu vào đâu hết. Đúng rồi, đàn ông thì thường hay vậy ha. Rồi bây giờ em có hình ảnh gì không cho chị Tường coi với? Hai anh em giống nhau quá à. Rồi coi đi, có cổ trọng đó, đoán thử coi. Bạn này rồi. Sao biết bạn đó? Đoán đại. Ôi hay vậy. Trời ơi, đâu bên đây ai, anh nào chắc không? Em nghĩ anh à, do nhìn thấy lớn tuổi hơn. Ủa, nhìn vô là vậy là này thấy lớn tuổi hơn hả? Rồi bây giờ mở cửa trái tim ra coi đúng không nha. Dạ, hai bạn này đúng là duyên thiệt luôn á chứ.
Xin mời. Hiện tại công việc của em thì em đang làm ở trong sở cảnh sát thì ở bên Hàn Quốc ạ. Chị làm ở bên Hàn Quốc hả chị? Dạ. Chị làm ở sở cảnh sát mà chị làm công việc gì ạ? Chị là cảnh sát hay là cái gì ạ? Em chỉ làm đi phụ cấp trên thôi. Đi theo cấp trên để cấp trên cần gì đến mình ấy thì mình kiểu như tư vấn hay là này kia người Việt hay là kiểu trợ lý hả hay là thông dịch viên hay là cái gì cái nghề đó gọi là gì? Vâng, trợ lý ạ chị. Rồi chị là đi qua Hàn bao nhiêu lâu rồi và có dự định về Việt Nam không hay như thế nào? Em thì sang bên Hàn được 14 năm rồi. Và dự định của em thì em đi sang bên đây là kết hôn. Thế nhưng mà do cái số mình không được may mắn thì chồng không thương đó, bỏ thì mình đưa con một mình. Chồng chị là Hàn Quốc hả? Chồng chị là người Hàn hay sao? Vâng, người Hàn chị. Rồi con là bây giờ chị nuôi hay sao ạ? Chị có một bé gái thì hiện tại đang ở với chị. Một bé gái bao nhiêu tuổi rồi chị? Cháu năm nay 13 tuổi. Rồi cái mối quan hệ giữa chị với người chồng Hàn thì còn qua lại không? Không, 13 năm nay rồi thì anh ấy cũng không có liên lạc và cũng không thăm con và cũng không cách dưỡng cho con. Gọi rồi. Là bây giờ là ly hôn thì là đã 13 năm thì là mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Thế nên là vâng. Rồi vậy thì cái lý do mà chia tay là gì chị ha? Lý do ly hôn á? Lý do ly hôn là do mình mới sang bên đây thì là nói chung là ngôn ngữ thì thứ nhất là bất đồng, thứ hai nữa là những cái đó thì mình cũng sẽ khắc phục được. Thế nhưng mà vì chồng mình anh ấy nhậu nhẹt, anh ấy đánh đập mình ấy. Thế nên là nhưng mà hồi xưa khi chị quen á là quen như thế nào mà rồi qua bển là không bắt chuyện được rồi sao mà quen chị? Thì cũng chỉ quen qua người người bạn mình đi sang đây, con của cô đi sang bên đây lấy chồng ở bên đây và giới thiệu mình, nhưng mà giới thiệu nghĩa là không giới thiệu qua trực tiếp mình mà lại đưa qua công ty ấy. Thế nên là mình cũng không có biết rõ về anh ấy nhiều lắm, nhưng mà cái mình sang bên đây rồi thì mình mới biết rõ được cái hoàn cảnh của bên Hàn và cái cuộc sống của gia đình anh ấy như thế và anh ấy có cái tật như thế nào thì lúc đấy mình mới biết được. Thì mình sang bên đây thì mình người ta về Việt Nam thì mình không, người ta không thể hiện thì mình không thể nào mình biết được, đúng không? Thì người ta không thể hiện thì mình không biết được, thì khi mình sang bên đây rồi thì mình mới biết người ta như thế. Thì bây giờ người ta không đến với mình nữa, người ta đi tìm người khác thì chắc chắn là người ta sẽ bỏ mình. Vâng. Rồi là về đó chị ở được bao nhiêu lâu thì chia tay ạ? Mình sang bên đây được 8 tháng thì bắt đầu anh ấy uống rượu thì anh ấy đánh đập mình và đuổi mình, thì mình bế con mình chạy khỏi nhà thì ra ngoài nhà đánh nạn mình ở, mình đưa con ra nhà đánh nạn ở, và nhà nước ở bên đây thì luật pháp ở bên đây sẽ hỗ trợ cái phần ly hôn cho mình không mất tiền phí ly hôn thì nhà người ta, vâng, thì người ta sẽ tại vì mình được cái quyền nuôi con là do chồng mình sai, thế nên là mình mới được cái quyền nuôi con thì mình được ở lại bên Hàn đấy. Nếu mà anh ấy mà đúng thì mình sẽ không được ở bên đây. Thế nhờ luật pháp ở bên đây thì mình cũng may mắn là chồng mình sai thì mình được ở lại ở bên đây để nuôi con ở nơi xứ Hàn. Dạ. Vâng. Rồi, ủa nhưng mà sao tự nhiên qua rồi lúc qua chị có tìm hiểu rồi trước chút xíu nào không? Tự nhiên qua là đánh chị vậy hả? Thì có tìm hiểu được chút xíu nào đâu. Thì trong cái thời gian là mình kể cho chương trình nghe là trong cái thời gian là làm giấy tờ ở bên Việt Nam thì ông ấy thì cũng mấy năm đây về đấy, ông cũng về chơi, thì đến khi mình có bầu thì ông ấy cũng vẫn liên lạc này kia bình thường. Thế cũng khi mà mình có bầu được 5 tháng rồi thì bà mẹ chồng bên đây cũng có gọi điện cũng hỏi thăm này kia, đến khi mà
bé được 9 tháng thì được gần sinh thì lại không thấy liên lạc của ông ấy nữa, là do ông ấy không biết bị làm sao ấy. Thì mình cũng không có, tại vì qua cái người phiên dịch ấy, người ta nói thì mình cũng không không rõ cho lắm. Thì người ta nói thì không biết là có thực sự thật hay không thì không biết. Người ta nói là chồng mình là đã bị bắt đi tù nên là không có khả năng để bảo lãnh mình sang. Thế nên là mình mới bảo là bây giờ nỡ sinh con ra rồi thì bây giờ mà không sang được đây thì ở bên Việt Nam mình biết cái tiếng tăm nó như thế nào rồi đó. Thế nên là mình cố gắng, mình bảo thôi cố gắng bằng cách nào thì mình cũng phải bỏ tiền ra để mình làm giấy tờ mình sang. Thì mình liên lạc với bà mẹ chồng thì bà mẹ chồng kêu là chồng thì tài chính không có nên là không có bảo lãnh được cho mẹ con sang, nên là cứ ở bên Việt Nam đi, bao giờ nó có số tiền lớn thì nó sẽ bảo lãnh cho hai mẹ con sang. Thì lúc đó mình kêu là thôi thì mình cũng có một cái khoản nhỏ nhỏ thì thôi mình bỏ cái tiền ấy ra để cho người ta làm giấy tờ cho mình ấy, thì mình đưa con sang bên đấy cho nó có cha mấy thứ nhất là như thế. Còn đâu mình thì ở bên Việt Nam thì gái mà sinh con ra mà không có chồng ấy thì nó mang tiếng rất là nhiều, và cũng sợ lo no cho mẹ lại cha mẹ lại mang tiếng là có đứa con gái thế này thế kia đấy. Thế nên là mình cố gắng là mình làm giấy tờ và mình sang đến bên đây. Sang đến bên đây thì ông ấy cũng ra sân bay ông đón. Thế mình bảo là làm sao các con phiên dịch đấy nó lại bảo mình là chồng mình nó đi tù mà tại sao mà mình sang, mình bay sang đến sân bay mà nó lại đi ra đón mình, là lúc đấy là mình ngỡ ra rồi. Thế là mình nhưng mà chị, cái việc mà mình đi lấy chồng nước ngoài là lúc đó có vì cái lý do gì không, hoàn cảnh gia đình gì không, sao chị phải lấy như vậy á? À thì mình cũng có cái hoàn cảnh là mình cũng có một đời chồng ở Việt Nam, nhưng chồng mình anh ấy lái tàu, thế anh ấy mới cặp bồ với một cô bé, bắt đầu anh ấy đưa về nhà. Anh ấy kêu là bạn của vợ của thằng bạn nó đi tàu cùng mấy chồng, bây giờ vợ nó chồng nó chưa về thì cho về nhà ở tạm. Thì ở tạm đi rồi sang tháng thì chồng nó về, chồng nó đón nó về. Thế thì mình cũng mềm lòng thì mình bảo là ừ thì thôi, thì nếu mà bạn của anh thì cứ để cô ấy ở đây. Thế đến khi mà vỡ nở ra là người tình của ông ấy thì là nó cũng đã mang bầu. Thế mình về thì mình cũng không thể chịu được nữa, là do cái hoàn cảnh của chồng trước của mình như thế mà. Thế nên là anh ấy, chồng mình đi hôn vắng mặt mình ở bên Việt Nam thì vì cái lý do như vậy. Thế nên là mình đã không ở ngoài Bắc nữa, mình vào trong Nam một mình, vào trong Nam và làm ăn ở trong đó. Thì anh ấy ở ngoài Bắc thì anh ấy đi hôn vắng mặt, thì vì cái lý do như vậy thì mình mới bước chân sang bên đây. Vâng. Vậy là coi như là lần đầu là chị có con chưa? Lần đầu thì có hai cháu trai, nhưng mà cháu năm nay lớn hết rồi, cháu đi lính rồi. Một cháu thì năm nay 23, 24 tuổi rồi, còn một cháu nữa thì sắp đi lính về rồi. Thế còn đâu sang bên đây thì có một bé gái với chồng Hàn 13 tuổi. Còn đó hai cháu kia thì một cháu thì bình thường thì mình vẫn cấp dưỡng về chăm cho một bé. Thế nhưng mà nhà chồng thì cũng bây giờ nói chung là con anh rồi lại con tôi rồi là vợ, bây giờ nó lại thêm mấy đứa con nữa, nên là mình cũng thôi hai đứa con mình thì dù như thế nào trong đứa cũng là con của mình, thế mình cũng không có thể bỏ được. Thì mình hàng tháng thì mình cũng vẫn cấp dưỡng này kia, vẫn gửi tiền về lo cho các con này kia. Rồi là, bây giờ thì hai con chị cháu có thể sống bên nội đúng không? Vâng, bây giờ là hiện tại là cháu nó vẫn ở bên nội, nó không có theo mình, thì bảo là đưa đi theo mình nhưng mà bố nó không cho đi. Bố nó kêu là chờ bây giờ nó lớn rồi nó cũng phải ở đây thì để cho ông ấy có chỗ dựa này kia đấy, nên là ông ấy không có cho đi. Thế thôi mình bảo là thôi bây giờ các con, bố con đã nói như thế rồi thì các con cứ ở Việt Nam với bố đi. Thì cũng không sang mấy mẹ nữa, thì thiếu thốn gì thì mẹ học hành, thiếu thốn gì thì mẹ sẽ cấp dưỡng, mẹ sẽ gửi tiền về cho các con. Thế nhưng mà từ lúc bé thì là vẫn bình thường là cấp dưỡng này kia rồi, nhưng mà bây giờ cháu nó lớn nó đi làm ăn được rồi thì thỉnh thoảng hỏi con là thế con có cần gì không thì mẹ gửi tiền về cho. Nó kêu là mẹ bây giờ con đi làm được rồi, con có tiền rồi thì mẹ không cần phải gửi nữa, mẹ cứ để đấy, mẹ nói cho em bé, cho em tan đi, rồi cho okay, em dạ rồi.
Ok, thì em hiểu hoàn cảnh như vậy ha. Thế thì bây giờ chị mong muốn một người như thế nào ạ? Bây giờ thì em mong muốn là em có một cái gia đình thật là nhỏ nhỏ thôi. Để vật chất thì nói chung là em có thể là mình không có, mình cũng có thể mình làm ra được. Thế nhưng mà với một người để cho mình dựa dẫm, mình đi hết cuối cuộc đời thì mình mong được rằng lấy được một người, tìm được một người nào thật là chung thủy với mình thì mình tiếp tục mình đến khi mấy họ thì mình sống đến cái tuổi già thì có chỗ nương tựa. Bây giờ con cái nó cũng lớn rồi đúng không, thì là mình cũng có muốn có cái chỗ dựa thì để cho mình nương tựa để về cái tuổi già. Rồi, về ngoại hình, về tuổi tác, quê quán người đó thì chị muốn ở đâu, nè? Nhất là khi chị đang ở bên Hàn Quốc, thì cái người đó ở Việt Nam thì sao? Thì mình kiếm người ở bên Việt Nam thì nếu mà thật sự thương yêu mình và lo lắng được cho mình thì là mình sẽ quay trở về Việt Nam. Khi con nó đã trưởng thành rồi thì mình sẽ quay trở về Việt Nam để mình sinh sống ở Việt Nam. Mình thì mình con bé. Tiếng Hàn của chị là bây giờ là đã tốt nhiều chưa chị hay sao? Vâng, tiếng Hàn của mình năm nay mình ở bên đây 14 năm rồi thì tiếng Hàn của mình nói chung là cũng khá khá. Nói chung là giỏi hơn người Hàn thì là chưa thể nói được là giỏi hơn người Hàn được. Gọi là mình cũng biết được những cái cuộc sống và biết những cái giao tiếp và biết những cái ấy, nói chung là nếu mà người ta được 100% thì mình được 80% chẳng hạn thế. Vâng. Rồi ok chị. Vâng. Rồi nếu mà được chọn á, thì bên chương trình em sẽ liên hệ lại nha. Rồi tụi Dạ. em sẽ trao đổi thêm với chị. Rồi cảm ơn.